Xin chào mọi người. Máy Toshiba A23 bị loại E800 850 thì nó báo lỗi đến khi nắp thì cái này nó bị ngay chỗ công tắc này nè. Công tắc này luôn. Đó, đó. Phần đuôi á. Công tắc này nó bị hở. Thì lạnh khi mà đậy cái nắp này lại, đậy cái nắp này thì cái này nó đè lên, đè xuống đây nó không có tiếp xúc được thì nó báo lỗi. Đây này. Nó đè xuống này, cái chốt này nó đè xuống, đè xuống ngay cái thanh đó. Hôm bữa nó bị lỗi. Bị lỗi thì tháo cái này ra lại, mình canh lại cái cây này. Cái cây này nó không tiếp xúc được. Không không đúng. Thì nó không bật tắt cái công tắc cho này được. Thì nó báo lỗi thì mở ra canh lại. Để cho nó thả ra thì nó bật lên. Mà khi mà đặt đợi cái nắp nó xuống là nó sẽ chẳng sát xuống, công tắc nó được bật cái tắt thì ok thì sẽ lấy được cái lỗi A800 A850 của máy Toshiba 723. Chúc mọi người thành công.